động tốt thì sẽ dẫn đến là số phận tốt và là cuộc đời nó tốt hơn. Một cái chuỗi như thế nó sẽ bắt đầu từ một cái điều mà đơn giản nhất của các bạn. Thì đó là những gì mà Khang chia sẻ cho các bạn trong ngày hôm nay. Khang hy vọng là những cái gì mà Khang nói nó không phải quá xa vời, tất cả các bạn của chúng ta có thể làm được. Các bạn có thể bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Và việc mà các bạn đến với lớp của thầy Thuận ngày hôm nay với lại chương trình Hãy Tỏa Sáng cũng là cách minh chứng một điều là các bạn là những người cầu tiến, các bạn là người chịu khó thay đổi mình. Nhưng điều quan trọng hơn hết là đừng làm nó một ngày, hai ngày, mà hãy làm nó cả đời, làm nó suốt ngày này qua ngày kia để nó trở thành thói quen với các bạn. Và kết thúc cuộc chia sẻ của mình thì Khang cũng hy vọng là các bạn của chúng ta sẽ là những người thành công. Đến lớp này thì ít nhất là các bạn cũng đã tỏa sáng được với những gì các bạn thể hiện. Mà để đứng ngoài kia thấy các bạn hát quá trời hay luôn, hát cái bài của Đàm Vĩnh Hưng á. Khang nghĩ là bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng đến với cái phần đặt câu hỏi. Nếu các bạn có bất kỳ